Nhà anh Mai Văn Luyện tiếp giáp tuyến đường liên xã Đồng Tâm, Tuy Lai. Ngày 2 đến 3 lần, anh Luyện phải phủi bụi, lau dọn cửa kính. Xong cũng không thể sạch. Tuyến đường liên xã đang thi công, hàng ngày có hàng chục đoàn xe tải nối đuôi nhau chạy qua đây. Việc nhà thầu không tưới nước rửa đường, không biển cảnh báo tốc độ, khiến người dân sinh sống hai bên đường thôn Hoành phải chịu cảnh bụi bặm, ô nhiễm và nguy hiểm mỗi ngày. Rất là bụi bặm, và hai nữa vật tư thì xe vận chuyển đi thì rơi vãi ở trên đường, mà cũng không thấy nhà thầu, mà cũng không thấy ai tưới nước để cho đỡ bụi, rất là bụi. Đấy. Nên là cái cuộc sống của người dân đây là cũng hơi vất vả, khó khăn. Trời mưa thì rất là lầy lội mà bẩn, như nhát bẩn tiểu. Trời nắng thì bụi bặm. Và đi đường này rất gồ ghề, không an toàn. Xe tải thì chạy quá lớn, mà nhiều lúc là chạy gần như không có điểm dừng, chạy tốc độ quá cao. Thì cái chuyện mà xảy ra nguy hiểm đối với người dân là cũng không tránh khỏi đâu. Tuyến đường liên xã Đồng Tâm Tuy Lai chỉ kéo dài hơn 1 km, song lại là tuyến đường giao thông huyết mạch liên xã, nên hàng ngày có hàng chục, thậm chí hàng trăm lượt xe tải chở vật liệu chạy qua đây. Cộng với nhiều phương tiện lưu thông trên tuyến đường, khiến cho người dân luôn bất an, không an toàn. Theo đại diện nhà thầu, tuyến đường chỉ còn 200 m chưa thể bóc tách mặt bê tông, không có phương án chính sách bồi thường về giải phóng mặt bằng, nên nhà thầu khó kiểm soát được các phương tiện lưu thông. Ngoài khu dân cư thì chúng tôi đang vướng mắc độ khoảng tầm 200 m mặt bằng, và đến giờ phút này thì về cơ bản mặt bằng thì chủ đầu tư cũng như là ủy ban xã và các bên đã bàn giao cho chúng tôi mặt bằng, và các anh cũng đã thấy là bây giờ về mặt bằng ấy thì cơ bản xong rồi, và chúng tôi bắt đầu tiếp tục là tiến hành là phá bê tông mặt đường và tiếp tục đào nền và xử lý toàn bộ các cái hệ thống của nền mặt đường, và cũng mong tất cả các đơn vị cũng phối kết hợp để cho đơn vị chúng tôi còn hoàn thiện nốt 200 m mặt đường còn lại, và dự kiến của chúng tôi là thi công trong vòng khoảng hơn 1 tháng nữa là sẽ xong toàn bộ hệ thống tuyến. Theo Ban Quản lý Dự án và Đầu tư Xây dựng huyện Mỹ Đức, thời điểm này bắt đầu vào mùa mưa bão. Căn cứ vào tình hình kiểm tra thực tế, Ban sẽ đôn đốc, giám sát đơn vị thi công, kiểm soát phương tiện lưu thông qua dự án, cắm biển cảnh báo tốc độ, bố trí người điều tiết giao thông, yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng các biện pháp kỹ thuật trong quá trình thi công để người và phương tiện tham gia giao thông được an toàn, thuận lợi.